đánh rất là nhanh, nó còn phun lửa nữa. Đúng rồi, nó phun lửa kìa. Xem ai sẽ là người chiến thắng đây. Ok, mình sẽ cho cái con này đánh với lại con chó ba đầu coi. À, chứ con nào sẽ chiến thắng nha. Đâu, con chó ba đầu đâu? Ta sẽ tạo ra một con chó ba đầu. Ấy. Ấy, rồi chúng ta sẽ xem con nào sẽ chiến thắng đây. Chó bắt đầu khè lửa rồi, chó bắt đầu khè lửa rồi. T-Rex có vẻ hơi đuối sức một chút, mặc dù to con nhưng con nó rất là to con, tay nó ngắn nên có thể sẽ đánh không lại con chó kia. Chó kia nó thấp mà đánh rất là nhanh, nó còn phun lửa nữa. Đúng rồi, nó phun lửa kìa. Xem ai sẽ là người chiến thắng đây. Ta hãy cho một góc camera cận cảnh nào. Chiến vẫn đang diễn ra, bất phân thắng bại. Ai sẽ là người chiến thắng? Ủa, con kia bắt đầu phun lửa rồi. Và cuối cùng chiến thắng đã thuộc về chú chó ba đầu. Một kết thúc rất buồn nhưng cũng đã được dự đoán trước. T-Rex khá là vô dụng. Buồn quá. Chúng xem thành quả rồi. Trời ơi, con T-Rex của chúng ta chỉ còn lại một cục thịt thôi. Quá buồn. Ok, sau mình sẽ thử cho nó đánh với lại con God Dragon này thử coi. Để hôm sau đi. Hôm nay chỉ cần dừng lại ở đây. Và con T-Rex của mình đã thành cục thịt rồi. Quá buồn anh em ạ. À.